Nghề dễ kiếm tiền nhất, lương 100 triệu một tháng, làm ở Quốc Tử Giám. Sáng bê đồ đá ra phơi, tối bê dạo. Lương 200 triệu một tháng, làm ở bảo tàng. Sáng kéo xe tăng ra cho khách tham quan, tối đẩy dạo. Lương 400 triệu một tháng, làm tại sở thú. Sáng đánh răng cho sư tử, trưa tắm cho hổ. Chiều lùa cá mập ra biển, tối lùa cá mập về. Ngay từ khi lên sóng những tập đầu tiên, Thách Thức Danh Hài đã đem đến những giây phút thư giãn thật sự cho khán giả. Một phong cách hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn. Nếu như ở mùa 1, bạn chỉ cần đến 5 phút để thực hiện giấc mơ triệu phú với 100 triệu trong tay, thì ở mùa 2 này, với ít phút thôi, cơ hội được nhân lên đến con số 250 triệu. Như các bạn đã thấy, bạn không cần phải đầu tư quá nhiều. Các bạn cần đó chính là những ý tưởng về kịch bản, sự duyên dáng, sự tự tin, quyết tâm chinh phục hai vị giám khảo khó tính, là bạn có thể lấy được 100 triệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Còn chừng chờ gì nữa mà không tham gia Thách Thức Danh Hài để có cơ hội sở hữu 100 triệu? Đón xem Thách Thức Danh Hài vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015.